nghiệp lắm thích xe ông ơi. Nghiệp thích xe lắm ông ơi. Hát coi thích xe. Hôm qua tranh thủ làm, làm nay được nghỉ ngơi cho khỏe, từng nghỉ ngày thứ Trời hai đang mưa đấy thầy. đó, chuẩn bị là hứng Dạ, nước đó, dạ đúng đầy đủ đi. chuẩn bị hết trơn rồi đó. Uống đi, rượu Dạ, trà dạ. à, biết không, nói nó vui vậy nè, để chút đi, đang ghi âm một chút thì hay là tính à, cái địa chỉ hả? Dạ, con đưa Dạ thầy cái check địa chỉ á. dạ Thầy muốn con bỏ luôn này bỏ. là bỏ họ đi ghi địa chỉ là tại Dạ. cái thư không biết cái thư nào Thế cho rất kỳ nên vậy. mới bị cái thư quên mới quên làm dấu chứ thường thường ví dụ như ai gửi gì là làm dấu trong bữa đó chắc là không để cái thư bỏ đâu thì cũng ra mà không biết cổ gì đang gửi thùng gì đó cái ông biết không Dạ. ngày hôm qua tôi đi làm cả buổi chiều á Dạ. cái bà cụ ở trong nhà bà đi quét nhà. Dạ. Ủa trời mưa hả? Trời muốn mưa thầy. Bà đi quét nhà cái Dạ. bà đi vô cái phòng tôi đó Dạ. bà thấy tôi mở cửa bà cũng thôi sẵn đi tôi buổi sáng á thì đằng này lau lau rồi lau sẵn mà ngồi lau luôn cái phòng cho bà cụ luôn Dạ. sẵn cái cây đẩy đó Dạ. cái thành ra buổi chiều bà thấy cái phòng tôi mở cửa cái bà mới đi vô giống như là sẵn cái bà cái chỗ bà quơ quơ Dạ. chị ta thấy chị ta chạy vô phòng tôi ở trong giữ luôn giữ phòng nha À, ghê lắm à, giữ ghê lắm các bạn ơi, ghê lắm các về bạn. giữ phòng tới thì của sao đi tìm quá trời sao mà ở ngoài này cũng không thấy nó mà ở sau thì cũng thấy thì tưởng đâu là nó đi ra đường ai bắt thì kia thì bà cụ mới đi bắt kiếm bà cụ cũng sợ mất thì mình buồn đó. Đi kiếm quá trời kiếm ai giờ nãy ở trong phòng á trời ơi ở giữ phòng chứ phụ ở trong đó ông ơi là nghiệp lắm á ngon ha giờ bây giờ xe thấy trời mưa không đó thấy xe thấy trời mưa không mấy sư phụ đó đó nước cái để từ từ đâu gấp đâu thì con gấp nhưng mà con muốn lắp sẵn để rồi nó để dở cái nắp hứng mưa tranh thủ tình giọt nước mưa vậy cái bởi vậy nhiều khi thầy nó ơi, cái này chị cắm vô đây được nha thầy. Dạ dạ biết rồi rồi cái dạ này cắm đây còn cái đầu này nè cái ống vòi nước ở bên biết đó luôn thầy rồi bắt đã lên biết biết thầy biết có nói con nào nhưng mà để ngày thầy có đẩy nước vô trong đi cái thùng nước nào cũng được thì hết đã có nước rồi được ngày còn mai nước phải có nước dạ. nước này khi nó hết nước á thì tự động nó hết nước thì Ừ. thầy rút ra nhưng để nó chạy qua nó cháy máy thầy thầy đây này hả có vậy thôi đơn giản lắm đơn giản cái này con dễ cái đó nhiêu tiền hả 100 đồng để trả lại ông dạ cái nào ra cái đó không thì không hà không có thì được xin dạ thì ừ, con cũng không vậy phải là có gì nhưng mà hà không có thì nó không có thì mua dạ. mình trả thôi Ok cái rồi để kể lại nghe cái vô nằm 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 kêu kêu bà cụ đi kiếm quá rồi kiếm không ra tới từ ổ đi đi kiếm quá trời mới mấy bà cụ đi kiếm đó kêu nó cái đầu mới thấy nó dòm trong phòng thấy nó cự nghe nó cự cái hồi bà cụ có kêu của tôi đi vô tôi đi vô cái tôi nói cái gì á xe xe cái nó hứ 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 ấy nó là cái bà đó đi đi vô vô phòng rồi bà đó quen lắm rồi nó quen lắm bà vậy cho mà nó ăn á vậy mà bà biết cho ăn biết bao nó nhiêu vô nữa nó giữ á bởi vì hồi buổi trưa hôm qua nó nằm đằng này lấy cái đồ kê cho cái đầu nó đi lên cao rồi nè nên là nó suy nghĩ nó ra tỉnh còn mà khi nào mà thường thường nó nằm ở đầu mà nó chúi xuống nghe mà nó chúi cái lỗ mũi vô nó ngủ quá thì nó ngu lắm khôn chết trời bà này người ơi khôn lắm anh khôn ghê lắm lắm ông ơi nè đó. Biết ghê thương lắm biết thương đấy đó. Nó thành cái tình vậy thầy đeo đó cũng là ái tình vậy thầy bạn cũng là ái tình đúng không thầy không không có nó tại vì con vật nó có nghĩa nó sợ nó giống như nó già nó sợ nó chết kiểu như nó tội nghiệp lắm nghe bữa nào mà nó khôn nó kêu nó xê xê còn ha chết rồi xê xê cái đầu nó giật mình nó kìa nó làm nó cười lắm nghe còn bữa nào mà nó ngủ mê quá kêu nó không nghe thôi lỗ tai nó điếc rồi lỗ tai lãng rồi ông ơi mắt cũng mờ rồi thấy tội lắm thầy
73 ít ra là để được 1-2 ngày không phải tưới. Mưa lớn đấy nè. Mưa lớn nó phải chuẩn bị ở già nguyên già sau hứng nước nhiều lắm. Chuẩn bị rồi cho nên chạy hứng nước đã một bữa. Đã một bữa hai bữa đó. Cầu măng, phải là làm cái cầu măng thì có quý quá mà. Sao mà quế nó hiếm dữ vậy? Đó là đó, giờ 10 đồng một phao mà không có bạn. 10 đồng một phao? 10 đồng một phao, hiện tại bây giờ đó. Mà không có bán nữa này. Mà bây giờ giờ thì không có thì con làm gì vậy? Khi mình người ta không có thì mình cũng không có nữa. Mà tại sao kỳ vậy khỏi chứ? Nó không chịu lên đâu phải không? Cái nó trồng nó đem nó bị lạnh, bây giờ nó còn lạnh, bữa sáng nó còn lạnh, ngày thứ tư nó còn lạnh ác nữa kìa. Thứ tư là buổi tối nó có 39 độ à. 39 độ là nó có 2 độ C là làm sao mà nó chịu nổi. Bây giờ nó hành quế quá nên sáng nay bà con chịu thua. Con kiếm không ra cho con chơi phải Đà Lạt á, cho kiếm nó đầy. Trời đất, chịu. Nó không thèm bán nữa nghe thầy, nó để nó bán lẻ nó lời hơn. Nó lẻ có 2-3 cộng mà nó làm để mấy đồng bạc. Đó, 4 đồng bạc, 2-3 cộng đó thầy. Con mua giá xỉ mà, người đâu. Sẽ thấy trời mưa không? Sẽ sợ không? Nó nghe bởi vì nuôi con vật nó không có phiền não. Không, cũng có phiền ít thôi. Phiền là nó tiêu tiểu nó thôi. Nó tiêu tiểu vậy nhưng thôi. Nhưng mà nó không, giờ nó biết rồi. Lỡ kẹt lắm, kêu không được thôi chứ bây giờ kêu. Nha, yeah. Có điều ấy cũng có phiền chứ. Bất cứ cái gì thì đụng dùng cũng phiền. Còn bảo đảm với thầy, ít nhiều cũng có phiền. Đó, nhưng mà thôi. Cái thầy từ từ thầy cứ mở tâm ra. Thôi xuống nghe. Sáng là 8 giờ là phải ra nằm để phơi nắng nè. Tự biết chuyện là ra tự nằm phơi nắng vậy thôi. Khôn lắm đó mày. Khôn lắm đó. Bởi vì nó chết chôn rồi. Chứ không có dục vô thùng rác hay con he. Để có chết thì phụ chôn cho sao nghe. Nghe không? Thầy giỡn. Chứ thì phụ không có dục vô thùng rác đâu. Bỏ cho cái hộp gì đó tương nữa. Con đi tốt lắm đây, con hết nước mắt lên một lần, con chó của con sợ quá rồi. Mà chính con ra lệnh giết nó chứ bị khổ chứ. Cái nó đau hay nó dạ hả? Nó ăn độc, ăn thịt gà, fried chicken. Nhà con nó ăn không đồ ăn chó, con mua bao nhiêu đồ nó không thèm ăn. Mua đồ gì nó ăn. Nhà con chỉ dính trên miếng gà lên á. Cái đùi gà, trên cái đít gà, cái đùi gà lên á thì nó mới chịu ăn. Còn không á, nó quay đít nó đi. Nhà con thương nó, tại nó không ăn gì cả thì phải mua cho nó làm cho nó ăn hoài. Giết rồi nó bại cái thật nó thành. Nó bại cái thật nó hai chân đứng dậy cũng được. Nó còn hai chân trước thôi. Nó lế thầy biết đâu. Cái con ấy bê nó ra thú y á, bác sĩ thú y á. Nó bảo không chữa được nữa. Con này bị bại thận rồi, chân liệt rồi. Không chữa được nữa. Giờ chỉ có giết nó chết thôi. Đó. Thấy không, con nghe không? Con được ăn thịt gà nó nhiều nghe không? Đó. Mà nhất là gà chiên nữa nghe thầy. Nó ăn gà chiên nó mới thơm, nó mới ăn đây. Đúng rồi, nó khôn lắm. Nó thì con kẹt như vậy. Nhưng mà mấy bữa nay chịu ăn bánh mì rồi. Ăn bánh mì nhưng mà bánh mì phải cho miếng nước tương ăn được. Bớt rồi nghe không con? Biết không? Chứ phụ không phải ghét con không cho ăn đâu, mà con ăn con bị bệnh, biết không? Anh bị bệnh này ơi, đồ ăn chó của nó đỡ bị bệnh hơn thầy. Nó có trong đó có vitamin đầy đủ hết đó. Nó lo cho được. Chứ mình ăn cái kiểu của mình là nó chịu không nổi. Đấy con nói thầy nghe là như vậy, nên con sợ lắm rồi. Không mà chắc chắn cái con này nó có cái phước, nó tôi nghĩ nó sẽ thành người kiếp sau rồi. Cái phước nó được cái đầu nó giống như con người thật sự rồi đó. Mà nó không hoàn hảo thôi chứ. Nó muốn nói mà không biết nó nói cái gì. Không biết nhiều khi nó gặp mình nó muốn mét cái gì đó. Ví dụ như nó ra đường, nó gặp ai ăn hiếp nó về nó mét, mà không biết nó mét cái gì nên nó muốn mét. Tại cho coi những con chó mà nó vì chủ nó nằm chết, chờ chết, làm chết chung với chủ. Chủ nó đưa đám ra ngoài nghĩa trang á. Nó theo ra nó thôi, nó không về thầy. Nó đến bao giờ chết thôi. Đó, 3-4 ngày sau vẫn thấy nó như vậy. Bữa nó gặp bà chủ nó mà nó cũng lấy biết bao nhiêu nước mắt, mấy nước mắt của một số người đó. Bữa người ta coi á, quay phim á, coi người ta thấy tội nghiệp cái đồ đó, nó mừng, nó liếm. Mà nhất là hồi lúc mà bà cụ ra đây á, thì nó bối rối, bây giờ nó biết nó theo ai. Mà nó biết là theo bà cụ thì không được. Mà nó dòm coi mình có đứng ở đó không, nó bối rối thấy tội lắm kìa. Biết thân phận á chứ.
bị căng thẳng đấy ông ơi. Thầy có rảnh đầy email thầy send test cho con cái gửi rồi ông nói vậy. Thầy có gửi đây rồi. Rồi rồi okay, rồi. Con về con in vậy. Không nói gửi rồi. Nói kìa. Ồ, bữa nay trời mưa đẹp quá. Vâng. Mưa xéo xéo giống như Đà Lạt. Thầy có lên Đà Lạt bao giờ chưa? Thầy có tới hồi mẹ Việt Nam phái đi Đà Lạt lắm, tại vì thấy ngày phái lạnh mà. À đúng rồi. Nghĩ lại giờ trải qua mấy chục năm rồi, giờ ông nghĩ thời giờ giờ nó mau quá. Vâng. Quay đi lại thầy sắp sửa 60 cái nơi rồi. Mà con người ê, 50 chứ. 50. Con người mà không có, bởi cho nên mỗi ngày ráng suy nghĩ. Giờ tôi chỉ nghĩ thôi, giờ mình mỗi ngày mình nghĩ cái điều lành nhiều hơn cái điều dữ á. Dạ, đúng rồi đó thầy. Tự nhiên thầy thấy an lành, thầy tự nghĩ hại ai cả thì thầy nghĩ an lành. Thầy không giận ai, thầy không bực ai, thầy thấy an lành lắm này. Nhìn thấy, nãy gái bà cụ tới rước bà cụ đi khám bệnh. Rồi nói chắc giờ tới cuối tháng giờ con rước má con về đi chứ. Đang đi ký thuê nhà phải có đủ 3 người trở lên nó mới chấp nhận, chứ một người nó không đủ bên không. Là thấy ở Mỹ mà đi thuê nhà mà cũng phải dễ. Trời ơi. Bản thân con đi thuê nhà đó làm 30 ngàn năm nó không thèm nói chuyện. Phải 60 ngàn nó mới nói chuyện. Còn nói thầy nghe vậy. Đó. Nó kiểm kinh lắm này, không phải dễ đâu. Mày ở Mỹ đâu nói chuyện chơi nó. Nó có giấy tờ đàng hoàng thôi, thầy muốn lấu cá thì sao lấu cá, nhưng mà giấy tờ. Thầy trình cho nó được rồi. Đấy giấy tờ thôi, có giấy tờ được rồi, ai chịu gì chứ. Nên đừng có nói ấy là ơi, nhiều chuyện lắm. Thầy sống, nó nghe Mỹ là cái sống đúng luật nó khỏe nhất à. Dạ. Ai làm gì làm, ai nói gì nói. Vâng. Mình đừng có hăm dọa ai, đừng có hù dọa, đừng có khủng bố ai, đừng có... Con nghĩ là thầy phải là đừng có nên cạnh tranh với ai, đừng có thù ghét ai, đừng có chửi với ai, tốt nhất thầy yên trí lắm. Con nói thầy bình an lắm này, thật tình mà nói. Chứ đụng đồ chẳng được. Ghét ông khí xê nè, ghét ông khí xê nè ông ơi. Ông vừa lớn nha. Mà mưa lớn. Hy vọng tuần sau thằng Quang ấy sang. Không, mới qua tới 7 tay mới qua. À thế hả? Nó mới bóc vé gửi qua. Mới bóc vé rồi. Nó bảy tay. Nó đi mình hay đi vậy? Đi mình. Rồi bị gì tờ biểu nó bóc sao quét. Đặng cho đi đặng được 2 thùng đồ đó. À thế hả? Ồ thầy mua đồ với nó nữa hả? Không, đồ một số dụng cụ làm với một số gửi không phải bảy tay không mới gửi ngày. Đúng rồi, nên nó nói bảy tay. Anh nói bảy tay. Qua tới 3 giờ 5 phút chiều. Mưa rồi, xe giật mình rồi hả? Mưa là xe núp trong nhà không hả? Nè hả? À? Sợ giọt mưa lắm. Nhà rồi sao thầy tắm nó được? Thì nó chịu, nhưng mà lạnh quá nó hơi kêu. Nhưng mà điều cũng phải quen, chịu. Chứ giờ không chịu hôi quá, đằng này đâu có rợ. Phải lúc nào phải sạch sẽ vậy mà còn bị rầy nó không hả? Trời ơi, tối phải gãy lưng cho ngủ mới ngủ á, cũng nhiều lắm á, chứ bộ à. Sống ở đời á, sống cho nó, mình nghĩ nó lương thiện thì cái gì nó cũng khỏe. Còn mà sống ở đời mà mưu toan tính toán, đoạt lại tranh danh là khổ. Ra thì cái người tu là người hạnh phúc nhất chứ, mà không giữ được thì cũng uổng. Khó lắm thầy ơi, nó cám dỗ dữ lắm, thầy không biết rồi. Thì nó mời nó cám dỗ kinh lắm, thầy không sợ. Thôi xin xuống đi nghe. Xuống đi cho sư phụ nói chuyện với ông nghe. Rồi. Muốn hỏi thầy đó, cái người mà bán thế xuất gia đó, hay là người từ đầu tiên đi tu á, người nào nó lợi hơn? Đúng rồi, đồng chân nhập đạo thì hay hơn chứ. Tại vì lúc nào cũng vậy. Cái người mà đồng chân nhập đạo thì nó lại cái con người nó mình gọi là nó có cái phẩm chất hơn. Bởi vì nói đi nói, nếu nói vậy thì khác nào mình nói Đức Thế Tôn, mình đừng đem Đức Thế Tôn ra mình so sánh. Đức Thế Tôn phải thể hiện như vậy.
Còn ngoài chuyện Đức Thế Tôn thì bắt buộc phải cái người đồng kinh nhập đạo. Nó cái trí não nó tuy rằng cũng có toan tính, cũng có tham sân si, nhưng nó hiền hơn. Nó không có cái mưu mô, nó không có từng trải. Còn khi ví dụ như tôi đi, tôi đồng chân xuất gia đó, nhưng mà giờ sao những cái gọi là cuộc đời nó lớn rồi, bây giờ con người cái đầu tôi nó không có được trong sạch như cái hồi và thời nhỏ. Và thời nhỏ tôi tụng chú, tôi mức độ và nó xin lỗi chứ nói phải nói vậy, cái là nó tôi thiển dương chú á, tụng mà nó hiển linh luôn á, mà giờ tụng về tụng nó linh đâu, không có linh đâu, giống như nó bị gọi là ôn với hậu do thiều nó là gót danh lợi bùng pha chất xám á, mặt không trần nắng nám mùi dâu á, thành ra nó không có còn. Hồi nhỏ nó gọi là tinh anh. Tinh anh cũng không biết lúc đó vô chùa sợ ma gần chết đi, mà không thấy con ma làm mà thiệt. Chùa hồi đó chùa thầy tôi là ban ngày á, nếu trước năm 75 á thì ban ngày là của quốc gia, ban đêm thì của mấy ông. Cho nên cái chùa là không, thầy tôi kể là dường như là cái khu vực, cái đất chùa có cái đồn bót mà thời đó, dường như không có ngày nào không có thay phơi. Không quốc gia thì của mấy ông đó vậy thôi. Cho nên nó ma dữ dằn lắm, sau năm 75 rồi thầy tôi nói ghê dữ lắm. Mà gọi là những cái quan hồn mình nói, thầy tôi nói rõ ràng mà thầy ổng ý uống dí á. Cho nên á, thầy ổng thấy ma thấy cỏ hoài à. Rồi tôi vậy mà không có thấy nha, rồi thầy tôi ý uống dí á. Mà vấn đề quan trọng thầy có tin không? Có ma không? Ông nói vậy chứ mà thầy có tin không chứ? Thì có chứ, nhưng mà thế giới nào thì nói sống thế giới đó, mình đừng có đụng tới họ. Chứ còn đừng nói có cũng đừng nói không, nhưng mà thật sự là có chứ, thế giới nào cũng có hết. Ma quỷ nó có cái, mỗi người nó có một cái phước báo của riêng họ. Nó có một cái cuộc sống của riêng họ chứ, có chứ. Có rồi này. Dạ, nhưng mà mình đừng có đặt ra vấn đề đó để mình quan trọng là có không mà, không. Chứ giờ nhiều thầy nói chứ nói là có rồi sao người ta chuyên môn về vấn đề đó thầy có biết không? Thôi cái đó là nó đi ngoài cái chuyện của Phật giáo thôi, kệ đi thôi, giờ đừng nói mấy ông thầy đó đâu. Ông nói gì ông ăn đựng số, kệ ông làm như vậy cho người ta thấy ông giỏi. Chứ thật sự ra đi người tu là Đức Phật nói là cao cả nhất của người tu là giáo hóa thông. Làm sao mà giáo hóa cho nó thông suốt đó là cái mục đích của người tu. Còn cái chuyện mà bắt ma bắt quỷ là đâu phải chuyện người tu vậy chứ, như ngay sư ông Trúc Lâm mà sư ông Nhất Quát, sư ông đâu có căn thì dự vụ đó đâu, xung tinh từ đó. Bởi hồi đó sư ông không căn dự, cho nên rốt cuộc cô chú thị có mấy vị đó là tại vì cái con nhỏ này nó bị ma nhập, đem qua lúc đó sư ông Trúc Lâm đem qua nhà sư ông, giống như cái nhà cái đức sư ông. Mà thời cái thời kỳ mà ma quỷ nhiều á, nó lộng hành là sau năm 75 bị bên nào cũng chết nhiều quá, nó đâu có siêu thoát được. Bây giờ thật sự ra ngày nay á, thì đâu có chết qua cái đất như ngày xưa nhiều. Ngày xưa là chiến tranh mà nó khác. Còn bây giờ chết xe, chết cộ, chết này kia, tuy vậy nó cũng nhiều. Vì con người nhiều thì nó loãng ra. Xuống sư ông nói sư ông cả đời, sư ông đi học, sư ông làm đạo, sư ông giảng pháp, chứ sư ông không có học cái pháp bắt ma, bắt quỷ với tên sư ông Nhất Phát. Cái đem qua cô Như Thủy, cái cô dính cháu luôn á. Chứ thôi mà đừng có vụ đó thì cô Như Thủy đâu có dính cháu đâu, nhiều cái việc thôi. Nhưng mà đó nó cũng, bởi vì lúc đó tại sao tôi biết, lúc đó chính cô Như Thủy phải chạy xuống nhà tới Hòa Thượng Từ Thông. Hòa Thượng Từ Thông cái ông nghe lời ông bố của Thanh Từ. Thành ra mà giống như anh em mít lộng nhau, mà bởi vì giàu gì cũng có thể là đàn con. Đàn con thì xuống không giống như cô Như Thủy thì lính của cụ Thanh Từ. Mà xuống thì trình bày cho Hòa Thượng ổng đem lên pháp trường, pháp tòa đó. Ông bố cụ kia. Cho nên tới sau, tới đời thầy Trân Quang là chính tôi lên là lính của thầy Trân Quang. Vừa ra khỏi cụ Từ Thông là tôi lên tới, cụ Từ Thông mới nói đó. Mấy đứa đó đệ tử ông Trân Quang lên nhờ tôi can dự vô, mà tôi rút kinh nghiệm của Như Thủy rồi, giờ tôi đâu đụng tới chi nữa, anh em mít lòng. Thành ra cái này, tôi nhớ rất rõ nè, thành ra nhớ những cái bài học của tôi trong đời á. Cái ông cụ Thanh Tài, ông cụ Từ Thông nói á, mấy đứa nó lên nó nói á, cụ Thanh Từ tuyên bố ở đâu ngoài miền ngoài á, ai mà theo Trân Quang thì đọa địa ngục.
thì mà cụ Thanh Từ ông tuyên bố vậy, cho nên giống như nó sụp đổ như núi Thái Sơn. Lúc đó là ông Trúc Lâm là coi như một lời nói tới bây giờ cũng vậy, chứ phải lời đó là người thật tu mà. Sư ông không dính líu chính trị chính em, sư ông không dính líu cái giáo hội giáo hệ, chỉ lo tu thôi. Nói chứ sư ông Trúc Lâm là một nhân vật sáng giá đó, chứ là phải vừa đạo đức uyên thâm, vừa giới đức nghiêm minh. Mà hồi đó sư ông học lớp 3 thôi mà xong dịch kinh vậy đó, ông nghĩ sao? Có phải là phạt bổ sứ không? Cũng phải là bậc kỳ tài xuất chúng chứ. Chứ hỏi ông nghĩ lớp 3 trường làng mà biết cái gì mà bây giờ từ những cái bài thơ, có phải là con người gọi là vô sư trí chứ? Thiệt, đúng, vô sư trí. Tại lớp 3 chẳng biết ông gì nữa. Có nhiều người nói xin lỗi chứ học cao, tiến sĩ này, tiến sĩ nọ mà làm bài thơ thì nghe nó có vài cái điệu hay đó. Nhưng mà thật sự cái chất đạo nó không có. Ví dụ như xong Trúc Lâm không biết cái bài nọ mà cái bài mà tôi nhớ hoài, bạn biết chăng đó, tôi thích cái bài đó nha. Bạn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ, bởi con người gieo rắc mãi hận thù, gây đau thương, gây tan tóc ngục tù, rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Nào lợi danh, nào tài sắc, từ xa nhìn chúng ống ánh lung linh, chúng mình đua nhau tranh giành đuổi bắt, nắm được rồi còn lại chỉ tay không. Chúng chỉ là những chùm bọt nước ở trên sông, nào chỉ đâu chỉ tôi công nhập sức. Muốn thấy nó bạn đừng theo vọng tưởng, niệm lăng xăng chìm lắng biển thanh bình, đến đây rồi hạnh phúc khó xưa trình, chỉ nhìn thấy nụ cười luôn hé mở. Đó, lớp 3 trường làng đó, bài thơ rất là thấm thía. Chưa kể những cái bài mà như là gá thân mộng, dạo cảnh mộng, nhắn khách mộng, ghi lời mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, cái bài mộng của ông mà khắc cốt đó. Rồi ví dụ như cái bài mà đem vô cũng nhờ gió, mà tống ra cũng gió đưa, sự thất bại từng hoàng, tất cả đều do gió, một phen gió nghiệp dừng, thì thân này như khúc gỗ. Chết rồi. Thiền sư đó, cụ thiền sư đó. Rồi nhiều lắm. Đó là lớp 3 trường làng đó. Không phải nói vậy đâu, mình nói chứ không phải tiên bà. Là một con người là phải có thân chứng, có cái tâm chứng gì đó mới là. Chưa kể cả thiền sư, những cái bộ như là thiền sư Trung Hoa, thiền sư Việt Nam nè, rồi những cái cuốn mà bước đầu học Phật nè, xưng trong cửa thiền nè, tính ra cái sách mà cụ Tâm Từ viết không biết bao nhiêu quyển mà nói. Tranh Trăng Trâu Thập Một Vu Đồ, bài Bát Nhã Tâm Kinh dịch giải, rồi Kim Cang, cái tất cả các bộ kinh là đều là giảng luận hết. Xong có người chịu khó đóng cốc mà tu tập trở lại á, thì giống như Sơn Tân Tề mà ông tuyên bố cái đó thì ông nào cũng bị chết hết á. Bởi vì một con người mà ta không có một cái tì vết mà người ta một lòng kính trọng mà. Thế thì lúc đó thì cũng cái danh cái lợi thôi. Nói ra thì thầy Trân Quang thì bây giờ tôi cũng nói thật là cũng đáng bực thầy của mình, chứ không phải mà tôi giờ tôi các vị này mỗi người nó có cái hạnh đi, còn cái chuyện mà cá nhân thì lúc đó giống như nhờ tới cái sự can thiệp của sư ông Từ Thông, vị cụ Từ Thông với cụ Thanh Từ là coi như gọi là cặp bầy trùng đó. Thế hả? Thân nhau từ hồi thời chứ còn Thành Nhất Hạnh. Thầy Nhất Hạnh nó thuộc cái phe riêng. Ồ, lại phe riêng nữa hả thầy? Cái con tưởng thầy Thanh Từ với thầy Nhất Hạnh nhà ngang. Cùng một thời, nhưng mà cái thời mà gọi là ba ông mà danh tiếng nhất cái đó là cụ Huyền Di, cụ Thanh Từ với cụ Từ Thông thôi. Còn thầy Nhất Hạnh thì nó thuộc cái trường phái khác, chứ cùng một thời. Bởi vì cụ Thanh Từ nó thuộc cái miền Huế, không mà nó thuộc cái lãnh vực là gọi là cái phong trào mới. Nó có hơi canh tân. Còn cụ Thanh Từ, cụ Từ Thông, cụ Huyền Vi là nó thuộc cái bên cái nhóm của sư ông Thiện Hoa, trong cái tổng hợp và tổng hội Hoàng Pháp, tổng hội Hoàng Pháp. Và hôm qua tôi mới kể cho mấy đứa nhỏ nó nghe đó, tôi nhớ lại, bởi vì nhờ tôi được cái duyên gần các cụ một chút, gọi là hơi hám cái phút cuối cùng đi, chứ thật sự cũng không được, mình là hàng cháu mà, thầy tôi mới đàn hàng học trò của mấy ông cụ này. Thành ra mình hàng cháu. Nhưng mà bây giờ trở lại vấn đề, khi mà chính tôi là người trực tiếp thấy tội nghiệp các Phật tử mà hết lòng
thương thầy Trân Quang đó mới lên nhà sư ông như là dùng tiếng nói vậy đó, đó. Thầy sư ông mới hỏi câu gì nè, hồi lúc mà ông cụ Thanh Từ mà chưa tuyên bố từ Trân Quang á, cụ nói là từ Trân Quang thì ở lúc mà Trân Quang mới đi tu và lúc mà xuất ra khỏi cụ Thanh Từ á là Phật tử khoảng bao nhiêu, thì nói dạ lúc đó thầy cũng mấy ngàn tín đồ, mấy ngàn là mấy ngàn đấy, khoảng ngàn mấy hai ngàn, rồi cái thời nó cao giọt lên cái thời đó mà thầy Trân Quang khoảng 7-8 ngàn tín đồ, đó là 7-8 ngàn tín đồ là một buổi giảng nha. Thì bây giờ bắt đầu đó, bắt đầu cụ từ thông tính từ nó như vậy, từ khi mà cụ Thanh Tượng lên tới ông Từ á, thì giờ Trân Quang còn khoảng bao nhiêu, nó giảm phân nửa về còn khoảng 3-4 ngàn. Rồi ông cụ Từ Thông hỏi tiếp, mà nếu như một ngày nào đó mà 3-4 ngàn nó chia phân nửa nữa thì còn nhiêu, nó dạ còn coi như càng lúc nó càng sợ ít vậy đó. Rồi cuối cùng cụ cũng quyết hồi, ông nói vậy là nếu như giá như cuối cùng còn có hai cô thì Trân Quang có chết không, nó dạ thôi không. ông hỏi vậy đó, thì như vậy ngày xưa Trân Quang đi tu cũng đâu nghĩ rằng có 7-8 ngàn tín đồ, rồi cũng đâu có nghĩ rằng có 3-4 ngàn tín đồ. Thì tu là độc hành độc bộ mà. Ông cụ ông bây giờ ông có cái lý lại cuối cùng á, nếu như cái người mà cuối cùng mà không còn ai tin tưởng Trân Quang nữa đó, còn hai cô có tin không, nó dạ con thề sống chết với thầy con nó vậy đủ rồi, thậm chí hai cô còn một cô cũng đủ luôn. Cụ nói như ta không mà người tu trai tấn đâu có mang theo được, đâu có dẫn mấy cô đi được. Trân Quang tu là chuyện Trân Quang, còn mấy cô tu là chuyện tu Trân Quang, cô không dẫn mấy cô theo được. Mà thường ông nói vậy, cho nên sau khi đó thì mà thường nói tôi không cho sai lầm lần nữa, tại hồi như thủy tôi binh đó, cho nên rốt cuộc thì tình anh em nó giống như mai là nó không có sức mẻ, nhưng mà bên đèn nhà ai đến sáng, ông bà mình nói vậy rồi, đèn nhà ai đến sáng, quán nhà ai nó tỏ, và tự nhiên tôi cũng xen dự vào vậy đó. Cho nên thôi, thành ra đó, cho nên ông cụ từ đó cũng không có xen dự vào cái chuyện của ông cụ Trúc Lâm. Như hồi xưa là ông cụ cũng quất lắm à, bởi vậy cho nên ngồi ngẫm lại cái hành trạng cũng hay, nhưng mà hai cụ này giống như người dân người võ vậy đó, người dân người võ cũng vui. Nhờ hồi đó gần có một giai đoạn cụ Thông ông đi làm mấy con cào cào cho cháu bán đó, chứ bộ vâng, bằng câu bằng cái lá tre vậy đó, ông không cần không phải là nó tre vậy đó. không phải, cho nên á người tu phải tự lực. Nói xin lỗi, nghe nói nhưng mà không dám hỏi. Nói thời gian cụ cắt thịt heo cụ đi bán nữa đó. Bởi vì nghèo quá mà cái thời đó đang năm 75 vô thì gọi là tiến lên xã hội chủ nghĩa, thì bây giờ bắt buộc mấy ông thầy thì phải cũng phải hoàn tục. Ông nào không chịu nổi thì hoàn tục thôi, bắt buộc. Mà lúc đó là tất cả các thiền viện của cụ Thanh Từ đều cũng phải đi làm kinh tế mới hết mà. Đó là bắt buộc, ai cũng như ai hết trơn, chứ không có nói riêng thầy tu, thầy gì hết trơn á. Đó, mình nói xin thật vậy thôi. Thì cụ cũng làm ra đồng tiền cụ sống, chứ cụ đâu có phải mà cụ đi lừa gạt ai đâu. Nên tôi nói á, cái người tu ngày nay cũng vậy nữa. Ông thấy á, cũng là tôi ăn tiền á, tôi rất là an tâm nha. Ví dụ như mình nói xin lỗi, chứ mình có giảng cho người ta nghe, người ta an lạc, ta hạnh phúc. Bởi hồi xưa cụ Từ Thông ông nói, bởi vì tại sao giờ tôi càng lúc tôi càng thương, dầu là có những cái tôi không gần. Hồi đó cụ cũng nói thẳng với tụi tôi nè, cụ nói mấy ông á, ráng học pháp số Phật học cho giỏi đi. Vì trong kinh nó có pháp số Phật học, học thuật ngữ Phật học cho giỏi đi. Nắm yếu chỉ một bộ kinh nào đó đi, rồi từ một bộ kinh đó rồi cứ phân ra thôi. Sau này á, mấy ông ngồi đó mà trả lời câu hỏi thôi, ăn không hết. Đúng rồi đấy. Thì mà không gà cái thằng bây giờ này tôi thấy ứng hiện luôn. Không cần đi giảng ở đâu, nó ngồi đó thôi trả lời câu hỏi ăn không hết. Mà trả lời cho đúng à. Bây giờ rõ ràng không phải rõ ràng không? À, nhưng mà hồi trước khi tôi đi qua bên đây á, tôi mới từ giả cụ, thì cụ nói chứ ông ơi, tôi là nó quýnh te tôi mấy chục năm trường, mà ý là tôi có thế, tôi có quyền, cái chức, cái vị hiệu trưởng mà. Từ thầy của bao nhiêu thế hệ mà nó còn quýnh tôi không ngóc đầu lên nổi nữa nghe. Chứ đừng nói ông thì nói ngay thì còn yếu lắm. Và thử nói tôi vậy đó, sợ ông theo con đường tôi không có nổi. Tôi nói không sao,
thật sự cụ có nói trước mà, nhưng mà tôi nghĩ rằng cố gắng thôi thì tôi lỡ lời hứa. Tuy nhiên mình cũng có những cái sai lầm của mình. Không, vấn đề quan trọng là thầy biết sai lầm là một, thứ nhì là thầy có đổi không là hai, chứ không phải không ăn thua gì thầy, ai chẳng có sai lầm, người nào cũng sai lầm thầy ơi. Thì biết trên đời này thì thế gian họ nói câu gì hay lắm, quên rồi, để cái nhân vô thập toàn đời không ai có hoàn toàn, thế gian có sai lầm. Trong kinh chính ông Tào Tháo ông nói á, trong Tam Quốc Chí ông nói gì đó, trí giả thiên lự tất hữu nhất thách, có nghĩa là người trí thiên lự là ngàn thiên là ngàn á, trí giả thiên lự là người trí giàu có cân nhắc 1000 lần nhưng mà cũng tất hữu nhất thách, cũng phải có một lần sai lầm. Nhưng mà ngu giả thiên lự thì tất hữu nhất đắc. Vâng, người ngu thì tính cả ngàn cái nhưng mà thể nào cũng có được cái. Cũng có là có được hay đúng là như vậy. Không có gì phải hoàn toàn 100%. Ông Tào Tháo đó, Tào Tháo mà còn nói, bởi vì tính ra cái tâm quát của Tào Tháo nói nhiều câu đáng học lắm nha. Tuy là ông con người ông đa nghi thật, nhưng mà khi mà mỗi lần thất bại là mỗi lần ông có những câu nói rất hay đó nha. Ông giỏi lắm chứ thầy. Ông ấy giỏi lắm, đa nghi nhưng mà giỏi lắm thầy. Ok, rồi con cảm ơn thầy nghe. Cái con đi làm ha. Thiên hạ thì cái gì đó, thiên hạ thì hi hi. Thiên hạ hi hi mà giai nhi lợi lai. Còn thiên hạ mà nhướng nhướng thì giai nhi lợi giảng. Chỉ lai giảng thôi mà hay. Thiên hạ hi hi là thiên hạ cười cũng vì cái lợi. Mà thiên hạ náo nhiệt cũng vì cái lợi. Thôi vậy ông đi. Dạ con đi nghe. Dạ cái chi phiếu thì